Câu hỏi tiếp theo, xin hỏi mộng khởi lên như thế nào? Đạo lý của tỉnh mộng và đạo lý chợt thấy thật tướng của thân tâm thế giới có phải là giống nhau không? Không giống nhau. Có tương tự nhưng không giống nhau. Muốn có thể thấy được thật tướng các pháp, bạn nhất định phải buông xuống vọng tưởng, phân biệt chấp trước, thì bạn sẽ thấy được. Bạn phải biết thứ tự mà Phật dạy chúng ta. Trước tiên buông xuống chấp trước. Chấp trước là nghiêm trọng nhất. Có thể đối với thế xuất thế gian pháp đều không chấp trước. Đây là việc tốt. Phiền não của bạn đã rơi được một nửa. Sau đó lại buông xuống phân biệt. Sau cùng mới buông xuống vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Chính là chúng ta thường nói là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là vọng tưởng. Khởi tâm động niệm vô cùng vi tế. Chúng ta không có cách gì quan sát. Nằm mộng đều là khởi tâm động niệm. Nếu không khởi tâm động niệm thì bạn làm sao có nằm mộng chứ? Cho nên khởi tâm động niệm thật không dễ khống chế. Buông xuống chấp trước thì dễ hơn. Nhất định trước hết hạ công phu ở chỗ này. Câu hỏi tiếp theo, tông nhà của con nhỏ hẹp, chỉ có một phòng ngủ. Nếu ban đêm mở đĩa giảng kinh cho chúng sanh ở thế giới u minh thì có được không? Có thể. Bạn dùng tâm chân thành cung kính để cúng dường cho họ. Hai bên cùng an ổn, vô sự. Họ sẽ không trở ngại bạn, bạn cũng không trở ngại họ. Câu hỏi thứ 28, đệ tử chỉ cúng tượng A-di-đà Phật. Nếu khi lâm chung Quan Âm Thế Chí, hai vị Bồ Tát này đến, xin hỏi có thể đi cùng họ không? Họ sẽ hiện ra thân tướng như thế nào? Điều này có thể được. Trên lý mà nói có thể nói được thông. Đối với việc các ngài hiện tướng gì, mỗi người một khác, không như nhau. Giống như Pháp Sư Thánh Nhất ở Hồng Kông đến núi Phổ Đà để lại Quán Âm Bồ Tát Động Phạm Âm. Tôi cũng chưa đến đó. Lại ở trong Động Phạm Âm, Quan Âm Bồ Tát hiện thân. Ba vị Pháp Sư họ cùng đi lại. Lại được nửa giờ thì Bồ Tát xuất hiện. Mọi người rất hoan hỷ. Khi rời khỏi động thì ba người họ đã hỏi: ông thấy Quan Âm Bồ Tát không? Nhìn thấy rồi. Quan Âm Bồ Tát trông như thế nào? Ba người họ nói ra đều không như nhau. Pháp Sư Thánh Nhất nhìn thấy là màu vàng kim, đội mũ tỳ lô. Mũ tỳ lô giống mũ của Bồ Tát Địa Tạng, toàn thân là màu vàng kim. Một vị Pháp Sư khác thì nhìn thấy bạch y đại sĩ, giống chúng ta thông thường đang cúng vậy, là màu trắng. Vị Pháp Sư thứ ba nhìn thấy tướng tỳ kheo, nhìn thấy là người xuất gia. Đều nhìn thấy nhưng không giống nhau. Cho nên tướng nhìn thấy khi lâm chung, tùy theo công phu niệm Phật của bạn sâu hay cạn mà tướng nhìn thấy không như nhau. Nhưng bạn nhất định sẽ biết, bạn biết ngài là người thế nào. Cho dù chưa từng gặp qua, lúc đó thì bạn sẽ biết. Biết thì bạn phải rõ ràng bạn quyết định đi theo ai. Nếu thực sự nhất định muốn đi theo A-di-đà Phật, Quan Âm Thế Chí đến cũng không được. Vậy là vẫn phải đợi A-di-đà Phật. A-di-đà Phật không đến thì con không đi với các ngài. Có thể được. Có đồng tu nói không cần tu lục độ, bởi vì đó là Bồ Tát tu. Mà chúng ta muốn thành Phật, có thể không tu lục độ. Xin Pháp Sư khai thị. Không thể được rồi. Bạn phải hiểu là Phật cao hơn so với Bồ Tát một bậc. Phật là từ Bồ Tát tu thành. Bạn chỉ học Phật mà không học Bồ Tát thì bạn vĩnh viễn không thành Phật được. Vì sao vậy? Nên móng bạn không tu, làm gì có đạo lý này. Hơn nữa bạn vẫn phải hiểu là phía dưới Bồ Tát còn có nền tảng. Bạn từng tầng đi xuống, bạn mới phát hiện thứ nền tảng nhất chính là Đệ Tử Quy. Điều này chúng tôi nói quá nhiều rồi. Thế Tôn ở trên Phật Tạng Kinh, không phải là Đại Tạng Kinh, là một bộ kinh ở trong bộ Đại Tạng Kinh. Tên của kinh gọi là Phật Tạng Kinh. Nói với chúng ta rất rõ ràng, đệ tử Phật không học tiểu thừa trước mà học đại thừa thì không phải đệ tử Phật. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Nếu bạn không y theo trình tự từ nhỏ đến lớn, bạn không theo tuần tự từng bước, thì Phật không thừa nhận bạn. Cho nên Phật giáo Trung Quốc cũng là từ tiểu thừa đến đại thừa. Phật giáo Trung Quốc thời Tùy Đường có 10 tông, có 2 tông là tiểu thừa, gọi là Câu Xá Tông và Thành Thật Tông. 2 tông này đến thời nhà Tống thì không còn nữa. Cuối thời nhà Đường thì đã suy rồi, đến nhà Tống thì không còn nữa. Hiện nay rất nhiều người không biết. Vậy thì Phật giáo Trung Quốc dùng cách tu gì? Dùng nền tảng nho và đạo thay thế tiểu thừa. Vậy thì được. Vì sao vậy? Nói chung đồ của Trung Quốc thì hợp khẩu vị người Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc dùng nho làm nền tảng, dùng đạo làm nền tảng. Bởi nho và đạo tái nhập vào đại thừa thì không có vấn đề gì. Thế nhưng đại thừa vẫn là từ thập thiện nghiệp đạo mà tu. Mà nền tảng của nho và đạo không khác nhiều so với thập thiện nghiệp đạo. Cho nên có thể nói hết thảy đều đã đầy đủ rồi. Không thể không biết điều này. Từ trên nền tảng này để tu Lục Hòa Kính. Khi Tinh Tông học hội chúng ta thành lập, chúng tôi có một bài Duyên Khởi. Duyên Khởi đề xuất ra 5 khoa mục tu hành của chúng ta. 5 khoa mục thì không nhiều, mọi người đều rất dễ nhớ, dễ học. 5 khoa mục thứ nhất chính là Tịnh Nghiệp Tam Phước. Bạn xem điều đầu tiên của Tịnh Nghiệp Tam Phước: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiên nghiệp. 4 câu này là nền tảng. Hiếu thân tôn sư là Đệ Tử Quy. Từ tâm bất sát là Cảm Ứng Thiên. Câu phía sau là tu thập thiện nghiệp. Cho nên 3 thứ này là điều đầu tiên của Tịnh Nghiệp Tam Phước. Cái đầu tiên phải trọn đủ. Có 3 điều này thì bạn bước vào cửa Phật. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Tam quy ngũ giới thì bạn nhất định phải làm được. Nếu tam quy ngũ giới làm không được thì chỉ là thọ trên hình thức mà thôi, trên thực chất không có. Từ tam quy ngũ giới lại nâng lên cao đến phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa. Đây đều là thuộc về tự lợi. Phía sau có lợi tha, khuyến tấn hành giả. Bạn xem tự hành hóa tha. Tịnh Tông chúng ta chính là lấy 3 điều này làm nguyên tắc chỉ đạo. Sau đó là đời sống trong đoàn thể của chúng ta. Quy tắc sống trong đoàn thể là Lục Hòa Kính. Đây là giới luật vô cùng quan trọng. Phải hòa khí. Người thế gian nói là hòa khí sanh tài, gia hòa vạn sự hưng. Bất hòa thì tuyệt đối không phải là Phật Pháp. Cho nên Lục Hòa Kính, tam học giới định huệ, lục độ. Khoa mục sau cùng là phổ hiền thập nguyện, chính là thập đại nguyện dương. Chúng tôi yêu cầu phải thực hiện được 5 môn công khóa này, thì niệm Phật có lý nào không vãng sanh chứ? Thái độ như vậy mà học Phật, nói không cần tu lục độ, vậy thì nhất định không thể thành tựu. Đâu có loại đạo lý đó chứ. Câu hỏi tiếp theo. Có người nói trước khi ăn cơm niệm 10 câu Phật hiệu, sau đó thỉnh chư vị chúng sanh cùng ăn cơm, đồng thời thỉnh chư Phật Bồ Tát đem bữa cơm này biến hiện rất nhiều, để cho hết thảy chúng sanh đều có thể được cúng dường viên mãn. Sau đó mới niệm 10 câu Phật hiệu. Xin hỏi như vậy có được không ạ? Có thể được. Ở trong đạo tràng chùa chiền thông thường đều niệm chú cúng dường. Đơn giản nhất trong chú cúng dường là cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả chúng sanh. Người niệm Phật chúng ta nếu không có cái tâm này, sự cúng dường này phải dùng chân tâm thì mới khởi tác dụng. Không có tâm lượng lớn như vậy, không có tâm chân thật như vậy, chỉ niệm 10 câu Phật hiệu cúng dường cũng được rồi. Đem những thức ăn này biến thành vô lượng vô biên, là biến thực chân ngôn. Không biết niệm cũng không sao, dùng ý niệm của chúng ta cầu Phật Bồ Tát đem những thứ này biến hiện ra cũng được. Cho nên trong Phật Pháp nói thành tắc linh, quan trọng nhất chính là tâm chân thành. Tiếp theo xin hỏi, đối với tiền phóng sanh, có thể lấy ra để nhận nuôi động vật tàn tật trong sở thú, hoặc làm quỹ cứu trợ động vật được không? Đây là điều nên làm. Có thể được. Thậm chí chúng ta dùng nó in ấn những tài liệu tuyên truyền bảo vệ động vật đều được. Như in tranh bảo vệ động vật cũng vô cùng tốt. Khuyên người ta không nên sát sanh. Bởi vì phóng sanh hiện nay, nói thật ra phóng sanh trong Pháp hội thông thường có rất nhiều tệ nạn. Bởi vì đặc biệt phải đặt hàng trước. Bạn không đặt hàng thì họ sẽ không bắt. Bởi vì bạn phóng sanh thì họ sẽ gắng sức lùng bắt. Thế thì chẳng phải phóng sanh biến thành hại sanh rồi sao? Đây là sanh ra quan niệm sai lầm. Chúng ta nhất định phải biết được. Thật sự Phật bảo chúng ta phóng sanh không phải Pháp hội phóng sanh quy mô lớn, mà là bình thường bạn đi chợ mua thức ăn, bạn nhìn thấy những động vật này, thấy chúng đúng thật có thể sống được, bạn mua để phóng sanh. Nếu như nói thấy những chúng sanh đó không thể nào sống được thì không cần. Đó là nghiệp báo của chúng. Cho nên nếu thật sự thấy chúng còn sống khỏe mạnh thì có thể được. Là bảo bạn tùy duyên, không phải là có ý đi làm. Đây là việc tốt. Thường hay có loại tâm này, gặp được rồi thì hãy giúp đỡ. Dưỡng thành cái tâm như vậy, hành trì như vậy thì tốt. Đạo tràng chúng con còn có mấy vị thầy nói là có thể đưa chúng sanh ở thế giới U Minh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Xin hỏi, thật có thể làm đến được không mà? Thật có thể. Không phải là giả. Hiện nay chúng sanh ở thế giới U Minh, họ niệm Phật, nghe kinh, thường thì còn nghiêm túc hơn con người chúng ta. Cho nên hiện nay biến thành người chẳng bằng quỷ. Nguyên nhân là gì? Quỷ biết tai nạn, cho nên họ rất sợ hãi. Con người không biết. Con người là ngu muội nhất. Mấy năm trước chúng tôi nghe thấy một câu chuyện. Đây là một vị Pháp Sư ở Đông Bắc, rất nhiều người đều biết. Sơn thần ở Bắc Triều Tiên có hơn 300 vị sơn thần. Họ mong được tu pháp môn Tịnh Độ, muốn tìm thầy để dẫn dắt họ đến Trung Quốc để tìm. Họ cử 8 đại biểu, cử 8 vị sơn thần đến Trung Quốc tìm. Tìm suốt nửa năm mới tìm được. Họ muốn thỉnh Ni Sư ấy về. Thần hộ Pháp Trung Quốc rất lợi hại, ở cửa biên giới không cho Ni Sư ấy xuất cảnh. Sau đó Tám vị sơn thần này cũng không tệ, tám vị sơn thần này cũng không về, hết thảy đều quý y rồi. Ni sư ấy đã hỏi họ, các vị làm sơn thần bao nhiêu năm rồi? 3000 năm rồi. Vị pháp sư này nói 3000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, sao các vị không học Phật? Lúc đó chúng tôi không biết, hiện nay biết học Phật rồi. Họ nói đi khắp nơi xem, lên trời thấy cũng không tốt, vẫn là thế giới cực lạc tốt nhất. Thật sự như vậy, quỷ thần rất dụng công. Mỗi lần chúng tôi làm Phật sự siêu độ, Pháp hội siêu độ tam thời hệ niệm, chân thật hữu hiệu. Ở trong đây có quỷ thần giảng sanh không? Có, chính là thiểu số. Đa số cũng được siêu độ rồi. Ví dụ như nói, cõi ngạ quỷ siêu độ đến cõi súc sanh là siêu độ rồi, siêu độ đến cõi người thì càng cao hơn. Hết thảy đều được lợi ích. Số vẫn ở lại trong cõi quỷ, đại khái ở lại khoảng một nửa. Một nửa còn lại đi đến các cõi khác rồi. Việc này chân thật là việc tốt. Có đồng tu rất tốt bụng, đãi người xử sự cũng xem là tốt. Nhưng khi mọi người muốn làm việc thiện thì họ luôn thể hiện thái độ phản đối, khiến cho việc thiện không thể tiến hành thuận lợi. Xin hỏi chúng con phải làm như thế nào mới tốt? Phải hỏi họ về việc thiện này rốt cuộc là việc thiện gì. Trong việc thiện có thật có giả. Giống như trong Liễu Phàm Tứ Huấn đã nói, nếu việc họ phản đối không phải là chân thiện thì sự phản đối của họ là chính xác. Nếu họ phản đối việc thiện thật sự thì họ không có trí huệ. Người đó là người rất tốt, nhưng tâm từ bi không đủ. Trong đây có rất nhiều nguyên nhân, phải tỉ mỉ mà quan sát. Có đồng tu khi vừa mới quy y thì ăn trường chay cùng vợ, qua mấy năm lại chuyển thành ăn thịt. Hơn nữa còn ép người nhà cũng ăn thịt, không ăn thì đánh, gây rắc rối đến nỗi không thể tiếp tục sống. Xin hỏi phải làm như thế nào? Đây là nghiệp chướng hiện tiền. Nếu như bạn muốn cầu cho cả nhà hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng, thì bạn phải nghiêm túc nỗ lực học tập. Thật sự bất đắc dĩ thì bạn phải cầu Phật Bồ Tát gia trì, rất hữu hiệu. Trong đồng tu chúng ta đã có người như vậy. Chính mình phát tâm ăn chay, nhưng chồng không bằng lòng. Cô ấy đã cầu Phật Bồ Tát khiến cho anh ấy ăn thịt thì bị đau bụng. Kết quả cầu được rồi, sau đó cứ ăn thịt thì bị đau bụng, không dám ăn nữa. Tâm chân thành thì có thể cảm ứng, cầu được cảm ứng. Cho nên khi chính chúng ta không thể giải quyết được thì phải đương vào Phật Bồ Tát, phải có tín tâm chân thành đối với Phật Bồ Tát. Các ngài thật sự sẽ gia trì bạn. Vì sao vậy? Bạn là thiện tâm, thiện duyên, thật sự là giúp anh ấy, cứu anh ấy, bảo anh ấy bớt tạo nghiệp. Đây là việc tốt. Câu hỏi tiếp theo, đệ tử ở Canada làm việc ở bộ phận nhà ăn của một viện dưỡng lão cho người đã về hưu, phụ trách vấn đề ăn uống của người già, phải dứt đi thức ăn thừa của người già. Xin hỏi như vậy có phải là tạo nghiệp không? Là tạo nghiệp. Người già ăn uống ở nước ngoài thông thường đều là tự phục vụ. Tự phục vụ thì nhất định phải khuyên người già, ông bà ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, thì sẽ không lãng phí. Phải nói với họ về nhân quả báo ứng, phải bảo họ tiếc phước, không nên lãng phí đồ ăn. Chính mình phải làm tấm gương tốt. Đồ ăn dư thừa mỗi ngày thì bạn vẫn phải xử lý, họ sẽ không để lại đến ngày hôm sau. Bạn có thể bố thí cho người nghèo. Ở nước ngoài có rất nhiều người nghèo, bạn có thể tặng cho họ ăn. Hoặc là có một số đồ có thể bố thí cho chúng sanh. chim có thể ăn, côn trùng nhỏ có thể ăn, đều có thể cúng dường cho chúng. Như vậy đều tốt. Câu hỏi cuối cùng, sau khi đệ tử di cư đến Canada, từng gia nhập vào phái Nhất Quán Đạo, hiện nay học Phật rồi, nhưng đàn chủ cứ 2 tuần đều gọi điện thoại thông báo phải quay về đi học, tạo thành phiền phức rất lớn. Xin hỏi phải nên làm thế nào mới tốt? Điều này rất đơn giản, bạn đổi số điện thoại nhà bạn là được rồi. Họ sẽ không tìm được bạn nữa. Người thân bạn bè quan trọng thì thông báo cho họ, người thân bạn bè không quan trọng thì cũng có thể không cần nói với họ. Ít nói chuyện, tiếp xúc ít người thì phiền não sẽ ít. Lời người xưa nói rất có đạo lý. Biết nhiều việc thì phiền não nhiều. Biết nhiều người lắm thị phi. Không phải là người thân bạn bè thật sự thì không cần phải tiếp xúc thường xuyên, không cần phải gọi điện thường xuyên. Tôi có cái điện thoại di động đã tắt khoảng 10 tháng rồi, đều không dùng đến nó. Hôm nay tôi thử dùng một chút, vẫn còn hoạt động. 10 tháng không dùng, tôi xem nó có bị hỏng không. Nó không hỏng. Những chỗ như thế này thì chính chúng ta phải có trí huệ để mà xử lý như thế nào. Dù nghiêm trọng đến đâu thì tôi nghĩ cũng không quá nghiêm trọng. Họ cũng sẽ không làm phiền như vậy. Khi quá nghiêm trọng thì chuyển nhà. Học Phật nhất định phải khai trí huệ, nhất định phải làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng. Chúng ta chân thật tu thì sẽ cảm động được họ. Đặc biệt chân thật tu thì cảm ứng sẽ rất nhiều. Giống như vệ sinh thông thường trong nhà, côn trùng nhỏ nước ngoài cũng là như vậy. Như kiến, gián, ruồi, muỗi, chuột, đi đến toàn thế giới đều có. Người học Phật chúng ta có thể chung sống hòa bình với chúng, không làm phiền lẫn nhau, đều có thể câu thông mà. Những động vật này có thể câu thông, thực vật cũng như vậy. Ở nước ngoài đại khái mỗi nhà đều có vườn. Trong vườn của người nước ngoài đều trồng hoa, vườn của người Hoa thì đều trồng rau. Cho nên ra nước ngoài nhìn thấy vườn của họ trồng rau thì bạn sẽ biết họ nhất định là người Hoa. Người Hoa rất thích trồng rau. Ngay cả những thực vật này cũng có thể chung sống hòa hợp. Cho nên trong vườn rau của chúng tôi mở tiếng niệm Phật cho cây cối hoa cỏ nghe, đều phát triển rất tốt, vô cùng là tươi tốt. Rau của chúng tôi đem ra chợ, người mua rau nhìn thấy thì hỏi: rau này của các vị từ đâu đến vậy? Ngon hơn rau của chúng tôi. Bởi vì trồng rất nhiều, nên mỗi tín đồ đến đạo tràng đều mang một ít rau trở về, là tự trồng. Hơn nữa các đồng tu cũng rất phát tâm, thường hãy đến vườn rau để chăm sóc các loại rau củ, các loại trái cây này. Nảy thập phương thế giới chi sở vô, cố tri cực lạc đồng cư, thắng ư thập phương Phật độ. Vì thế biết cõi đồng cư trong cực lạc vượt trội 10 phương cõi Phật. Không chỉ vượt trội cõi đồng cư hiện thời của Thích Ca Mâu Ni Phật, mà đối với các cõi phàm thánh đồng cư của 10 phương chư Phật Như Lai, sự tịnh quế trong ấy khác biệt rất lớn. Có thể nói chỉ có một mình Tây Phương Cực Lạc thế giới là cõi thuần tịnh vô quế. Lại đọc đoạn kế tiếp: hữu đới nghiệp giảng sanh, nhưng thuộc phàm phu, đảng vô thoái chuyển, nhất sanh thành Phật. Cố giảng sanh đồng cư, diệt tức viên sanh tứ độ giả. Điều này vô cùng trọng yếu. Chúng ta niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc, chính mình nhất định phải biết ta vẫn là phàm phu. Nhưng như thế nào? Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ chẳng thoái chuyện. Không chỉ là vì bất thoái, mà đồng thời chứng đắc hạnh bất thoái và niệm bất thoái trong cõi đồng cư. Điều này giống như Sơ Trụ Bồ Tát trong Viên giáo và Sơ Địa Bồ Tát trong Biệt giáo. Sanh về cõi phàm thánh đồng cư thuộc địa vị gì? Hạ hạ phẩm giảng sanh. Quý vị có chứng đắc quả vị Bồ Tát hay không? Không. Chưa chứng đắc nhưng ngang cấp. Chúng tôi thường nói, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị đã hưởng thụ sự đãi ngộ trong cõi thật báo trang nghiêm. Vì địa vị thấp nhất trong cõi thật báo trang nghiêm là Sơ Trụ Bồ Tát, tức Sơ Trụ Bồ Tát trong Viên giáo. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới được bổn nguyện và quay thần của A-di-đà Phật gia trì. Quý vị sẽ giai tác A-duy Việt trí Bồ Tát. Vì thế, vãng sanh đồng cư giống như đã viên mãn đạt được 4 cõi. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Cõi phương tiện, cõi đồng cư, cõi thật báo, cõi thường tịch quan của cực lạc đều dung hợp một chỗ, chẳng tách rời. Sanh về một là sanh về hết thảy. Như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền đều ở trong cõi thật báo. Trong 4 cõi tịnh độ của Thích Ca Mâu Ni Phật nơi thế gian này, chúng ta chẳng thấy hàng Bồ Tát trong cõi thật báo. Chúng ta cũng chẳng thấy được Bồ Tát và Thanh Văn trong cõi phương tiện. Nhưng quý vị vãng sanh thế giới cực lạc sẽ khác hẳn. Trong cõi ấy không có chướng ngại. Nay chúng ta gọi sự chướng ngại ấy là chiều không gian. Bên cõi kia không có chiều không gian. Vì vậy, hàng ngày gặp mặt Đại Bồ Tát, chư Phật Như Lai thường đến thế giới cực lạc giúp A-di-đà Phật giáo hóa chúng sanh. Quý vị mỗi ngày đều được tiếp xúc. Những vị Đại Thánh Đại Hiền là bạn bè, giúp quý vị tiến cao hơn. Đến nơi nào khác để tìm được pháp duyên thù thắng ấy? Thật rõ ràng, thật minh bạch. Quý vị đối với Tây Phương Tịnh Độ khắng khích một mừng, chẳng có ý niệm thứ hai. Trong đời này ta nhất định phải đến đó, không đến không được. Tín nguyện kiên định. Lại xem tiếp đoạn kế đó, phương tiện hữu dư độ. Nhược nhân niệm Phật công thâm, công phu niệm Phật sâu dày. Dĩ ly tạp loạn chi tâm, chuyên niệm nhất cú danh hiệu, tâm khẩu tương ứng. Tự tự phân minh. Ở chỗ này chuyên niệm một câu danh hiệu, tâm và miệng tương ứng, từng chữ phân minh. Đấy là công phu thành phiến. Đó là điều kiện phải hội đủ để vãng sanh cõi đồng cư. Lại xem tiếp. Tâm bất ly Phật, Phật bất ly tâm, niệm niệm tương tục, vô hữu gián đoạn, như thị niệm Phật danh sự nhất tâm. Kiến tư phiền não đã đoạn. Tiếp đó nói nhược đạt thử cảnh giới. Quý vị đạt tới cảnh giới ấy, tuy bất cầu đoạn hoặc, nhi kiến tư phiền não tự nhiên đoạn lạc. Vì thế kiến tư phiền não là phiền phức, cần phải đoạn. Càng muốn đoạn, càng chẳng đoạn được. Vì sao? Ý niệm muốn đoạn chính là chấp trước kiên cố. Mà kiến tư phiền não cũng là chấp trước. Chấp trước chẳng thể đoạn chấp trước. Vậy thì làm sao? Không quan tâm tới nó là được rồi. Chỉ cần thật sự nắm vững cương lãnh, tu học như kinh đã dạy. Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm sẽ thành công. Chuyện gì khác cũng đều chẳng mong tưởng. Kiến tư phiền não sẽ tự nhiên đoạn. Chẳng cần nghĩ ta phải làm như thế nào để đoạn sạch ngã chấp, phá trừ thân kiến, phá sạch biên kiến. Đừng bận lòng vì những chuyện ấy. Niệm niệm chỉ nghĩ đến chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đấy là Bồ Đề tâm. Ở trong ấy không có chấp trước, phân biệt, vọng tưởng. Chúng ta biến đổi sức chú ý, hãy chuyên chú nơi nhất tâm, chuyên chú nơi thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chuyên chú cầu sanh tịnh độ. Thân cận Di Đà. Đó là đúng. Chẳng sai tí nào. Những thứ khác đều chẳng cần nghĩ tới. Chẳng nghĩ tới chẳng phải là buông xuống ư? Trong cuộc sống hàng ngày, niệm niệm chẳng quên thanh tịnh, bình đẳng, giác, chân tu. Trong cuộc sống, đừng bị ô nhiễm bởi cuộc sống. Trong công việc, đừng bị ô nhiễm bởi công việc. Trong xử sự đãi người tiếp vật, cũng không bị hoàn cảnh nhân sự ô nhiễm, cũng không bị hoàn cảnh vật chất ô nhiễm. Thật sự tu hành, lúc đó mới có thể khế nhập lý sự vô ngại, sự sự vô ngại của kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì quý vị giảng sanh tịnh độ, chẳng ở trong cõi phương tiện hữu dư. Mà là trong cõi thật báo trang nghiêm. Tổ sư Đại Đức thường khám nghiệm học trò. Ngươi có hiểu hay không? Vấn đề thật sự là chính mình có hiểu hay không. Luôn luôn giác, chỗ nào cũng giác. Lại xem tiếp đoạn ký Thật báo trang nghiêm độ. Nhược ức Phật niệm Phật, lịch lịch phân minh, hành trụ tọa ngọa, duy thử nhất niệm, vô đệ nhị niệm. Mấy câu này nói về công phu thành phiến. Công phu thành phiến sẽ có thể vãng sanh. Nói thật ra chúng ta mong đời này làm được một bước, sanh về nơi đâu? Sanh về cõi đồng cư. Tiếp đó là bất vị tham sân phiền não chư niệm chi sở tạp đoạn, thị danh sự nhất tâm. Đó là buông kiến tư phiền não xuống. Trong đoạn trước đã nói, trong tâm không có thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới thủ, tà kiến, không có. Tham sân si mạng nghi cũng không có. Đấy là sự nhất tâm. Sanh về cõi phương tiện hữu dư, trong thế giới cực lạc. Sự thượng tức đắc, lý thượng vị triệt, thuộc định môn nhiếp, vị hữu huệ cố. Ở đây dùng giới định huệ để giảng. Do đây có thể biết sanh về cõi đồng cư là thuộc vào giới môn. Đức Phật dạy chúng ta trì giới niệm Phật. Giới ấy rất thanh tịnh, mọi giới đều giữ được. Điều này khẩn yếu lắm. Này chúng tôi nói là vun bồi ba căn bản. Ba căn bản ấy là giới. Vun bồi vững bền ba căn bản ấy là được rồi. Vì sao? Quý vị là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Như trong kinh đã nói, quý vị có phần. Quý vị là thiện nam tử, thiện nữ nhân vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật nhất định đến tiếp dẫn quý vị, phải hiểu đạo lý này. Dẫu niệm Phật tốt đẹp, niệm nhiều cách mấy đi nữa. Cổ nhân nói, niệm đến mức độ nào? Gió thổi chẳng lọt, mưa tạt không ướt. Niệm đạt tới công phu như vậy, nhưng nếu không có giới, quý vị vẫn chẳng thể vãng sanh. Vì sao? Quý vị chẳng phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Công phu ấy có phải là phí uổng hay chăng? Chẳng phí uổng. Công phu ấy sẽ là thiện căn cho đời sau, chứ đời này chưa vãng sanh được. Khi nào có thể vãng sanh? Khi nào giới thanh tịnh, quý vị sẽ vãng sanh. Giới luật thanh tịnh cũng thuộc loại niệm Phật tam muội. Vừa mới đắc tam muội, công phu không sâu, rất cạn. Chẳng bị cảnh giới bên ngoài lay động. Do vậy người ấy có định, nhưng chưa khai huệ. Đối với bản kinh này, người ấy đạt được tâm thanh tịnh, đạt được tâm bình đẳng, nhưng chưa giác. Giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chưa đạt được điều này, vì thế người ấy sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Nhược ư bách xích can đầu, cánh tấn nhất bộ. Ư tự bổn tánh, hốt nhiên khế hợp. Sự khế hợp ấy là kiến tánh. minh tâm kiến tánh. Buông khởi tâm động niệm xuống. Khởi tâm động niệm là vô minh. Vô thỉ vô minh là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm chẳng có mở đầu, chẳng thể nói nó có khởi đầu, chẳng thể nói nó có nguyên nhân. Nó chẳng có nguyên nhân. Điều này rất khó hiểu. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn đã dùng hình ảnh diễn nhã đạt đa mê đầu nhận ảnh, tức là anh chàng diễn nhã đạt đa lầm nhận hình bóng cái đầu của chính mình, phát cuồng để hình dung. Mong sao từ thí dụ ấy quý vị sẽ có thể hiểu được, có thể hiểu đại khái. Những lời Phật nói ấy bao hàm những nghĩa vô cùng sâu. Liễu tri năng niệm, sở niệm duy thị nhất tâm. Bất trụ hữu niệm, bất lạc vô niệm. Đây là niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền. Đấy là kiến tánh. Liễu tri là kiến. Năng niệm và sở niệm chỉ là nhất tâm. Năng niệm là ta, là chính mình. Duy tâm sở hiện. Đức A Di Đà Phật được niệm cũng là duy tâm sở hiện. Nhất tâm, vô nhị tâm. Chẳng trụ hữu niệm, chẳng rớt vào vô niệm. Trên mặt sự thì có. Niệm Phật chẳng gián đoạn. Nơi lý thì chẳng có. Cớ sao về lý chẳng có. Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ lời Di Lặc Bồ Tát nói, một cái khẩy ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm, quý vị sẽ hiểu rõ có niệm hay không. Không có niệm. Về lý không có, nhưng sự thì sao? Nơi sự là tướng, tương tục, tương tự. Về căn bản, tướng tương tự, tương tục chẳng tồn tại. Vì sao niệm? Pháp vốn là như thế. Tự nhiên chẳng khởi tâm động niệm, chẳng khởi tâm động niệm, nhưng Phật hiệu lại chẳng gián đoạn. Đó là gì? Tập khí vô minh từ vô thỉ. Có thể nói theo cách như vậy được hay không? Có thể đoạn tập khí ấy hay không? Chẳng thể đoạn. Vì sao chẳng thể đoạn? Trong dân địa đã từng phát nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vì thế, vô niệm mà niệm chính là sự hiện hữu cụ thể của nguyện này. Trong sự hiện hữu ấy chẳng có khởi tâm động niệm, đương nhiên không có phân biệt chấp trước. Cảnh giới ấy chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng dướng mắt hai bên. Chẳng trụ hữu niệm là chẳng chấp có. Không rơi vào vô niệm là chẳng chấp không. Nhị biên hợp nhất, chẳng thấy nhị biên nữa. Có nhị biên thì là biên kiến, không có nhị biên sẽ gọi là chánh tri, chánh kiến, Phật tri, Phật kiến. Tiếp đó, trích dẫn lời Liên Trì Đại Sư đã nói trong sớ sau. Đều là nói về niệm Phật. Nhược ngôn kỳ hữu, tắc năng niệm chi tâm, bổn thể tự không, sở niệm chi Phật, liệu bất khả đắc. Trong một cái khẩy ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm, trọn chẳng thể được. Nhược ngôn kỳ vô, tắc năng niệm chi tâm, linh linh bất muội. Chúng ta nhìn từ tướng, sở niệm chi Phật, lịch lịch phân minh. Vì thế, đối với sự niệm Phật ấy, quý vị chẳng thể nói người ấy hữu niệm, mà cũng chẳng thể nói người ấy vô niệm. Cũng có thể nói người ấy hữu niệm, và cũng có thể nói người ấy vô niệm. Vô niệm nhi niệm, niệm nhi vô niệm. Ngôn tư lộ tuyệt, bất khả trạng huống. Trong cảnh giới ấy, không có cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả rõ ràng. Càng nói càng mơ hồ. Phạm vi công dụng của ngôn ngữ hữu hạn. Quả thật, có những chỗ ngôn ngữ chẳng thể diễn đạt được. Tư là thức thứ 6. Tức ý thức, có năng lực rất lớn. Bên trong nó có thể duyên tới A Lại Gia. Bên ngoài nó có thể duyên đến hư không pháp giới. Nhưng nó chẳng duyên tự tánh. Vì vậy, ngôn ngữ dứt bặt, tâm hành xứ diệt, không thể diễn đạt được. Không thể diễn tả thì chẳng có cách gì nói, mà cũng chẳng có cách nào hình dung. Duy thị nhất tâm, thanh tịnh bổn nhiên chi thể, cánh hữu hà pháp nhi đắc tạp loạn, thì danh lý nhất tâm, thuộc huệ môn nhiếp, kim đắc định cố. Trí huệ đã khai, đương nhiên có định. Không có định thì làm sao có thể khai trí huệ cho được. Trí huệ khởi tác dụng, nhưng công phu định lực chẳng mất. Nếu bỏ mất công phu định lực sẽ chẳng có huệ. Tác dụng của không có định là phiền não. Phiền não khởi tác dụng. Tác dụng của có định là trí huệ. Nếu chúng ta dùng tựa đề kinh Vô Lượng Thọ để nói, tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí huệ, nhưng chưa viên mãn. Tâm bình đẳng khởi tác dụng là đại trí huệ, vẫn chưa viên mãn. Giác tâm khởi tác dụng là trí huệ viên mãn. Giác tâm khởi tác dụng, tâm bình đẳng hay bất bình đẳng, thanh tịnh hay chẳng thanh tịnh, đương nhiên là thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh là định, bình đẳng cũng là định. Chỉ có chữ giác là trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh hiện tiền viên mãn. Nó nương vào đâu? Nương vào thanh tịnh và bình đẳng. Quý vị phải biết, trong 10 pháp giới, chúng ta nói tới nhân tố thứ nhất, Phật là tâm bình đẳng, Bồ Tát là tâm thanh tịnh. Quý vị thấy nó trọng yếu lắm. Do vậy, người tu hành phải thời thời khắc khắc cảnh giác chính mình. Một khi tâm chẳng thanh tịnh, bèn ngay lập tức quay đầu. Ta sai rồi. Cớ sao chẳng thanh tịnh? Khởi phân biệt chấp trước sẽ chẳng thanh tịnh, chẳng bình đẳng. Chỗ mầu nhiệm của Tịnh Tông khiến cho Tịnh Tông là phương tiện bậc nhất trong các phương tiện. Chính là gì? Lập tức bảo quý vị hãy trở về với A-di-đà Phật, khôi phục cái tâm thanh tịnh của chính mình. Trong cái tâm thanh tịnh của chính mình chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngay từ đầu đã chẳng nói rồi đó sao? Nhớ Phật, niệm Phật, dằn vặt phân minh, đi đứng nằm ngồi, chỉ có một niệm này, không có một niệm thứ hai nào. Khi ấy tâm quý vị là thanh tịnh bình đẳng. Nhưng sau khi quý vị bỏ Phật hiệu đi, tâm quý vị lại chẳng thanh tịnh, lại bất bình đẳng. Chúng ta dốc công sức tu tập ở chỗ này. Tu đến mức tâm thanh tịnh hiện tiền, vẫn chẳng thể bỏ phương pháp này, vẫn dùng phương pháp này. Tu đến mức tâm bình đẳng, vẫn y như cũ, chẳng bỏ phương pháp này. Thật sự thành Phật, vẫn chẳng lìa bỏ phương pháp này. Khi ấy niệm Phật nhằm dạy chúng sanh. Trước khi thành Phật, phương pháp này là tự lợi. Chính mình đã thành tựu, một câu Phật hiệu này vẫn niệm đến cùng, nhằm hóa độ người khác. Tự hành dạy người chỉ có một pháp này. Căn tánh của chúng sanh khác nhau, như Thích Ca Mâu Ni Phật giảng hết thảy các kinh, đối với căn cơ nào Ngài bèn giảng pháp môn đó. Nhưng tới cuối cùng đều hướng dẫn về cực lạc. Qua những lời trình bày hướng dẫn của Tổ sư Đại Đức, chúng ta thấy hết thảy các pháp môn do Đức Thế Tôn đã nói cả đời trong suốt 49 năm, cuối cùng quy về đâu? Quy về Hoa Nghiêm, trở về Hoa Tạng. Hoa Tạng đến cuối cùng, hai vị Đại Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền xuất lãnh 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong hội Hoa Tạng đến bái phỏng A-di-đà Phật, dẫn về cực lạc. Từ kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy được chuyện này. Hành động ấy của Văn Thù và Phổ Hiền đương nhiên là thuận theo ý của Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na Phật không có ý này, Văn Thù và Phổ Hiền sẽ chẳng thể làm như vậy được. Tỳ Lô Giá Na Phật tán đồng, Tỳ Lô Giá Na Phật hoan hỷ. Vì sao? Thân cận A-di-đà Phật sẽ thành tựu mau chóng. Chư Phật Như Lai mong cho hết thảy chúng sanh lập tức thành Phật. Đấy là bổn nguyện của chư Phật Như Lai. Do vậy, cổ đức nói rất hay, ngàn kinh vạn luận, đâu đâu cũng chỉ về. Chẳng có một pháp nào chẳng quy về tịnh độ. Do vậy, trong giáo pháp Đại Thừa, chúng tôi cũng thường nói có ba khoa mục chung. Thứ nhất là giới luật, 8 vạn 4.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, bất luận pháp môn nào cũng đều chẳng thể rời khỏi giới luật. Giới luật là cơ sở. Hiện thời chúng ta nói là dung bồi căn bản giáo dục, quý vị chẳng thể không có căn bản. Giới luật là cội rễ, tức căn bản. Khoa mục chung thứ hai cần phải tu tập là lý. Lý là gì? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đó là lý. Đây là khoa mục chung bắt buộc phải học trong bất luận pháp môn nào. Thứ ba là quy túc, tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bất luận pháp môn nào, đến cuối cùng thảy đều trở về thế giới Cực Lạc. Ba đại khoa mục chung, chúng ta chẳng thể nào không nghiêm túc học tập. Thưa quý vị, ba đại khoa này trọn đủ viên mãn trong bộ kinh chẳng được coi như quá dài này. Chúng ta chớ nên không biết. Sự tu học của chúng ta lấy những điều này làm căn bản chánh yếu, là môn chủ yếu để học tập, là quá trình tu tập chánh yếu. Hết thảy các kinh, thậm chí kinh điển của các tôn giáo khác, đều là quá trình phụ trợ cho chúng ta. Quý vị thông suốt một môn này, sẽ thông suốt hết thảy toàn bộ các kinh. Hết thảy các pháp thế gian và suốt thế gian cũng đều thông. Chúng ta xem câu chót do cụ Niệm Tổ đã viết trong đoạn này. Niệm Phật nhược đạt lý nhất tâm, phá nhất phần vô minh, tắc sanh thật báo trang nghiêm độ, đồng thời phần chứng thường tịch quan tịnh độ. Lý nhất tâm nhất định là phá vô minh. Vô minh là gì? Khởi tâm đồng niệm. Phá bằng cách nào? 6 căn của chúng ta thấy sắc, nghe tiếng, chẳng khởi tâm, không động niệm, sẽ chẳng có vô minh. Khởi tâm động niệm, vô minh tồn tại. Khởi tâm động niệm là vô minh. Chúng ta có thể làm được điều này hay không? Chẳng thể nói là không làm được, nhưng rất khó. So với thanh tịnh và bình đẳng còn khó hơn. Có thể nói là cả đời này chúng ta có thể thành tựu hay không? Hoàn toàn phụ thuộc vào công phu tu học cá nhân. Mà cũng là nói quý vị có thể buông xuống hay không. Buông xuống có tầng lớp. Chúng ta chẳng phải là bậc thượng thượng căn. Trước hết phải buông chấp trước xuống, khôi phục tâm thanh tịnh, rồi lại buông phân biệt xuống, khôi phục tâm bình đẳng. Cuối cùng chẳng khởi tâm, không động niệm. Vô thượng chánh đẳng chánh giác hiện tiền. Hành nhân bắt đầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành Phật. Theo Kinh Hoa Nghiêm, chư vị phải hiểu, người như vậy là sơ trụ Bồ Tát. Chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, thấy cảnh giới của thập trụ và cảnh giới của thập địa vô cùng tương tự. Do nguyên nhân gì? Chư Phật Như Lai chứng đến viên mãn rốt ráo, chẳng khởi tâm không động niệm. Khởi tâm động niệm thảy đều không có, còn có gì hay chăng? Thứ gì cũng đều không có. Toàn bộ trí huệ và đức tướng trong tự tánh đều hiện tiền. Do vậy, quý vị nói 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong hội Hoa Nghiêm là bình đẳng hay bất bình đẳng? Thật sự bình đẳng. Trong khi học tập, chúng tôi đã từng báo cáo tỉ mỉ cùng quý vị. Chẳng thể nói 41 địa vị ấy là có, mà cũng chẳng thể nói là không. Vì sao chẳng thể nói là có? Khởi tâm động niệm còn không có, lấy đâu ra 41 địa vị? Nếu có 41 địa vị, chẳng phải là trong ấy có phân biệt ư? Nếu quý vị chấp trước, những địa vị ấy là có, đó chẳng phải là nảy sanh chấp trước ư? Do chấp trước là có, do phân biệt bèn nói là 41 địa vị, há có đạo lý ấy. Đó là gì? Đó là 10 pháp giới. Chứ trong cõi thật báo đâu có những danh xưng ấy. Chẳng thể nói là có. Vì sao chẳng thể nói là không? Tuy chẳng khởi tâm động niệm, nhưng có tập khí. Tập khí có mức độ dày hay mỏng khác nhau. Người đã chứng đắc từ lâu, tập khí cũng rất mỏng. Người đến nay mới chứng đắc, tập khí cũng rất nồng đậm. Do nói theo mức độ tập khí dày hay mỏng mà có 41 cấp bậc. Chuyện là như vậy đó, phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Chúng ta có thể thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch hay không? Chẳng dễ dàng. Chúng ta hiểu phải làm như thế nào, đó là giải ngộ. Nhưng chưa khế nhập cảnh giới, vì sao? Khế nhập cảnh giới sẽ không động tâm, nay chúng ta vẫn động tâm, vẫn khởi tâm động niệm. Vì thế, chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cầu ở nơi đâu? Chỉ cầu cõi phàm thánh đồng cư. Phải biết điều này. Vì sao? Quý vị đặt vững mục tiêu ở nơi đó, ổn thỏa thích đáng, chắc chắn sẽ thành tựu, chẳng thất bại. Nếu quý vị nâng mục tiêu cao hơn sẽ chẳng chắc ăn, vì quý vị thiếu trí huệ, thiếu định lực, thiếu khả năng ấy. Do vậy nhất định phải hiểu bản thân thật rõ ràng, rành rẽ. Trong đoạn lớn kế tiếp giảng rất nhiều về cõi thật báo. Chúng ta lại xem kinh văn. Thật báo trang nghiêm độ nải pháp thân đại sĩ chi sở du cư. Biệt giáo sơ địa, viên giáo sơ trụ dĩ thượng chư đại sĩ thỉ đắc sanh thử. Nếu chúng ta niệm tới Lý Nhất Tâm, quý vị hiểu Lý Nhất Tâm là minh tâm kiến tánh, là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, hoặc sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Phá nhất phần vô minh, chứng nhất phần pháp thân, phương sanh thử độ. Nói một phần vô minh có nghĩa là gì? Chúng ta học Hoàn Nguyên Quán, sẽ hiểu khá rõ khái niệm này. Theo Di Lặc Bồ Tát đã nói, này chúng ta nói theo cách bây giờ là một giây. Hiện thời nói đến thời gian luôn dùng một giây làm đơn vị. Một giây phải chia thành bao nhiêu phần? Chúng tôi thường nói một giây khẩy ngón tay 4 lần, sẽ là 1.280 triệu. Tức là một phần của 1.280 triệu phần của một giây. Là một phần vô minh. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới xuất hiện trong một niệm vô minh ấy. Mỗi niệm đều là một phần vô minh. Nếu đoạn sạch một phần vô minh ấy, 10 pháp giới sẽ chẳng còn. Quý vị sẽ chứng một phần pháp thân. Hết thảy các pháp là chính mình. Còn thân thể thì sao? Thân thể này cũng là một phần trong đó, chẳng lọt ra ngoài. Y báo và chánh báo trang nghiêm trọn khắp pháp giới hư không giới được biến hiện trong một niệm vô minh. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Một phần vô minh ấy cũng là tâm tưởng. Lúc ấy liễu giải hết thảy các pháp và chính mình có mối quan hệ. Một chính là hết thảy chính là một. Đó chính là luân lý được giảng trong Đại Thừa Phật Pháp. Trong tâm Bồ Đề, chân thành là lý thể. Pháp thân lý thể, chân là chẳng giả, vĩnh hằng không thay đổi. Thành chẳng phải là hư ngụy. Luân lý ấy là trọn khắp pháp giới hư không giới chỉ là chính mình. Pháp thân, pháp là hết thảy các pháp. Hết thảy các pháp là thân của chính mình. Đó cũng là hết thảy các pháp. Quý vị chỉ chấp trước thân xác này là thân của chính mình thì trật rồi. Hết thảy các pháp mới là thân của chính mình. Như thân thể của chúng ta là do vô số tế bào hợp thành. Nếu quý vị chấp trước một tế bào trong đó là chính mình thì đã sai mất rồi. Mỗi tế bào đều là chính mình. Làm sao quý vị có thể chấp trước một tế bào cho được? Khi nào quý vị thật sự giác ngộ, khắp pháp giới hư không giới do nhất tâm của chính mình hiện, duy tâm sở hiện, toàn là chính mình. Cũng giống như chúng ta nằm mộng, sau khi tỉnh mộng, chính quý vị hãy suy nghĩ kỹ càng, tất cả hết thảy người, sự, vật trong mộng có gì chẳng phải do tâm chính mình biến hiện. Chúng ta dùng mộng cảnh làm tỷ dụ, vì mộng cảnh dễ hiểu. Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Toàn bộ mộng cảnh do nhất tâm hiện ra. Sau đấy quý vị lại mở rộng, vũ trụ như chúng ta nhận biết trong hiện thời cũng do nhất tâm của chính mình hiện ra, hết sức giống với mộng cảnh. Chẳng giả tí nào. Đấy là quan niệm luân lý trong Phật Pháp được giảng đến mức rốt ráo viên mãn. Luân lý như tổ tiên chúng ta đã nói, chỉ giảng về mối quan hệ giữa con người với nhau. Mục tiêu chung cực là phàm là người đều phải yêu thương. Điều đó gọi là đức. Phật Pháp giảng luân lý rất viên mãn. Nhưng tổ tông chúng ta có nói tới những điều ấy hay không? Có chứ. Trong luận ngữ đã thật sự nói đến phím ái chúng nhi thân nhân. Chúng là gì? Chúng là chúng sanh, do các duyên hòa hợp mà sanh ra các hiện tượng. Ta do các duyên, tức tứ đại và ngũ uẩn hòa hợp. Hoa, cỏ, cây, cối cũng do các duyên hòa hợp. Núi, sông, đại địa vẫn là các duyên hòa hợp. Nói tới ngũ uẩn là đã hoàn toàn khái quát các duyên. Trong ngũ uẩn sắc là vật chất, thọ, tưởng, hành, thức là tinh thần. Tinh thần và vật chất vĩnh viễn chẳng thể tách rời. Cây cối, hoa, cỏ có thọ, tưởng, hành, thức hay không? Có. Chúng tôi ở đây 10 năm. Trong những loài rau và cây cối, chúng tôi trò chuyện với chúng. Những cây cối, hoa, cỏ ấy hiểu được ý nghĩ của chúng ta. Chúng ta ưa thích, tôn trọng, yêu thương chúng. Cây cỏ sẽ đặc biệt xanh tươi, hoa đặc biệt thơm, trái đặc biệt ngon. Chúng hiểu được ý nghĩ của chúng ta. Không chỉ thực vật có thọ, tưởng, hành, thức, mà khoáng vật cũng có. Có thứ nào chẳng do sắc, thọ, tưởng, hành, thức thành tựu? Đức Phật đã giảng trọn hết. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm thí nghiệm với nước. Nước là khoáng vật. Nó có thọ, tưởng, hành, thức. Vì sao? Trong tự tánh vốn sẵn có kiến văn giác tri. Khi đã giác ngộ thì gọi là kiến văn giác tri. Vì trong kiến văn giác tri không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong thọ tưởng hành thức có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hễ mê liền biến thành 8 thức. Trong 8 thức có thọ tưởng hành thức. theo quan niệm luân lý của Phật Pháp. Biết hết thảy các Pháp và chính mình là một thể. Quý vị dùng tâm gì đều đối đãi thân thiết như cha và con. Tình thân trong Phật Pháp là đại từ đại bi. Không có Pháp nào chẳng có quan hệ với chính mình. Nếu quý vị nói có một Pháp đối lập, mâu thuẫn với chính mình, quý vị đã lầm lẫn quá đổi rồi. Chính quý vị đã mê hoặc điên đảo tận gốc. Làm sao có chuyện như vậy được? Do vậy trong lục đạo, người giác ngộ hòa quang đồng trần với chúng sanh trong lục đạo, nhưng người ấy hiểu rõ ràng, minh bạch, chẳng mê hoặc điên đảo như chúng sanh. Chúng sanh trong lục đạo đều mê hoặc điên đảo, mê mất tự tánh. Người ấy là bậc giác ngộ. Những chúng sanh ấy đã làm rất nhiều chuyện xấu, trái nghịch tự tánh. Người ấy có ghim trong lòng hay không? Chẳng để ở trong lòng. Người ấy có trách móc họ hay không? Chẳng trách móc họ. Vì sao? Người ấy khẳng định hết thảy chúng sanh tánh vốn lành. Nơi hữu tình gọi là Phật tánh, tánh vốn lành. Nơi vô tình gọi là Pháp tánh, vẫn là tánh vốn lành. Trong tự tánh chẳng tìm được một chút mảy may thiếu khuyết nào, tìm không được. Viên mãn mà. Nhỏ nhất là vi trần, cũng đầy đủ trí huệ và đức tướng. Lớn như hư không pháp giới, vẫn trọn đủ trí huệ và đức tướng. Thật đấy, chẳng giả. Người đã mê sẽ làm chuyện sai trái. Quý vị phải dạy họ, giúp họ quay đầu. Đó là đúng. Chư Phật Bồ Tát làm theo cách ấy, tuyệt đối chẳng hề có ý niệm muốn trừng phạt người đó. Nếu thấy kẻ đó đã làm bao nhiêu chuyện xấu, phải trừng phạt kẻ đó. Người có cái nhìn như thế sẽ chẳng phải Bồ Tát. Chưa giác ngộ vẫn là lục đạo phàm phu. Thật sự giác ngộ sẽ chẳng thể nào có ý niệm ấy. Ai thật sự giác ngộ, từ A-la-hán trở lên, các ngài đã đắc chánh giác. Đối với hữu tình, chúng sanh trong 10 pháp giới, chẳng cần biết họ làm chuyện sai quấy nào, cũng thấy họ giống như con cái của chính mình. Quý vị có thể trách móc chúng nó hay chăng? Có thể dứt bỏ chúng nó hay không? Không. Sẽ cố gắng dạy dỗ chúng, dùng tấm lòng yêu thương để dạy bảo. Chẳng có kẻ nào không thể dạy dỗ thành tốt đẹp. Không có một ai chẳng thể quay đầu. Chỉ là họ mê sâu hay cạn khác nhau. Mê sâu sẽ khó quay đầu một chút, phải tốn thời gian dài hơn một chút, nhưng chắc chắn sẽ quay đầu. Kẻ chẳng thể quay đầu trong đời này sẽ quay đầu trong đời sau. Phật Bồ Tát độ chúng sanh đời đời kiếp kiếp chưa hề gián đoạn. Đời này có thể quay đầu, có thể thành tựu, đều là do thiện căn, phước đức, nhân duyên đã tích lũy đời đời kiếp kiếp trong quá khứ, đến đời này chín mùi nên đắc độ. Chưa chín mùi phải giúp cho kẻ ấy chín mùi. Chưa gieo thiện căn sẽ giúp cho kẻ ấy gieo thiện căn. Tâm ấy bình đẳng, không có dày mỏng, chẳng có cao thấp. Nên gọi là phổ độ. Chúng ta xem đoạn tiếp theo. Thử độ đại sĩ, sắc tâm tự tại, thân độ hổ hiện, ư nhất hào đoan hiện bảo vương sắc, tư vi trần lý chuyển đại pháp luân. Ngài đắc đại tự tại. Những chuyện này hoàn toàn là thật. Chẳng có câu nào là vọng ngữ hay khoa trương. Như Lai là đấng nói lời thật, nói sự thật, nói đúng như sự thật. Như ngữ là gì? Hoàn toàn là chân tướng sự thật. Các bậc đại sĩ trong cõi ấy thật báo trang nghiêm. Nói thật ra, rất nhiều vị Đại Bồ Tát đã thành Phật từ nhiều kiếp lâu xa. Nay Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật ở nơi đây. Ngài là giáo chủ. Một vị Phật ra đời, ngàn vị Phật ủng hộ. Vô lượng chư Phật dùng thân phận Bồ Tát đến giúp Thích Ca Mâu Ni Phật tiếp dẫn, giáo hóa, thành tựu chúng sanh, đến làm trợ thủ. Phàm phu chúng ta thấy hình như có cao thấp, trên thực tế là bình đẳng, hoàn toàn bình đẳng. Vì giáo hóa chúng sanh, hằng thuận chúng sanh. Do chúng sanh có bất bình đẳng, có cao thấp, nên Bồ Tát cũng thị hiện sự cao thấp cho quý vị thấy. Thân độ hổ hiện, nhờ vào sắc và tâm tự tại. Vì sao tự tại? Chẳng chướng ngại, chẳng có gì chướng ngại ư? Không có vô minh chướng ngại, không có trần sa chướng ngại, không có kiến tư chướng ngại. Kinh Hoa Nghiêm nói, buông toàn bộ vọng tưởng, phân biệt chấp trước xuống sẽ chẳng có chướng ngại, đắc tự tại. Thân và cõi hiện lẫn nhau. Câu này hay quá. Thân tự tại, cõi tự tại. Thân thanh tịnh, cõi bèn thanh tịnh. Thân bình đẳng, cõi bèn bình đẳng. Thân chẳng tự tại, chúng ta sống trên đại địa này cũng chẳng tự tại. Vì sao? Cảnh chuyển theo tâm, tướng do tâm sanh. Nếu chúng ta thấu triệt, hiểu rõ ý nghĩa này, nếu có thể vận dụng trong cuộc sống hàng ngày thì mới thật sự được thụ dụng. Sáu câu tiếp đó nói rõ đức dụng tự tại của các ngài. Trong một đầu lông, sách Hoàng Nguyên Quán để nêu một ví dụ là một hạt vi trần. Một vi trần là y báo nhỏ nhất, một sợi lông thật sự là chánh báo nhỏ nhất. Trên thân thể chúng ta, một sợi lông là nhỏ nhất. Nhất hào đoan là chót đầu một sợi lông. Nhất hào đoan quả thật đã chỉ điều này. Trong đầu một sợi lông hiện bảo vương sát. Bảo vương sát là gì? Cõi nước của chư Phật là tam thiên đại thiên thế giới. Ở nơi đâu? Trong đầu một sợi lông. Đầu lông chẳng phóng to, đại thiên thế giới chẳng rút nhỏ. Vì sao? Xứng tánh. Tự tánh không có lớn hay nhỏ. Chẳng có trước hay sau, cũng có nghĩa là trong tự tánh không có thời gian, chẳng có không gian. Tự tại. Ư vi trần lý chuyển đại pháp luân. Vi trần là một hạt vi trần là nhỏ nhất. Đây là nói về y báo. Hai câu nói trước nói về chánh báo. Tuy nói về y báo và chánh báo, nhưng có cùng một ý nghĩa. Hiện cõi Bảo Vương và chuyển đại pháp luân có cùng một ý nghĩa. Thị hiện cõi nước để làm chuyện gì? Dạy học làm đầu. Chuyển đại pháp luân là dạy học làm đầu. Ở trong ấy giúp kẻ mê mất tự tánh, quay đầu là bờ. Xứng tánh trang nghiêm, vô chướng vô ngại. Hoàn toàn khác thế gian này. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa sâu xa, uyên áo, tín nhiệm. Ở đây nghĩa gì vậy? Chúng ta và chư Phật, Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ chẳng hai, chẳng khác. Vì sao nay các ngài có thể mà chúng ta chẳng thể? Các ngài không có chướng ngại, chúng ta có chướng ngại. Không có chướng ngại là thật, có chướng ngại là giả. Chúng ta bị hại bởi điều gì? Bị hại bởi các hành pháp bất tương ứng. Các hành pháp bất tương ứng toàn là giả. Chúng là những khái niệm trừu tượng sai lầm tạo thành chướng ngại. Câu cuối cùng: viên giáo sơ trụ dĩ thượng trực chí đẳng giác Bồ Tát, tứ thập nhất vị Pháp Thân Đại Sĩ giai thuộc thử độ, vị vị giai phần chứng thường tịch quan độ. Hôm nay đã hết thời gian rồi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học từ câu này.